Thu Ngọc này hiện tại đang là thời điểm vàng cho các cặp đôi chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình. Vì vậy mà các studio cửa hàng váy cưới đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng, không chỉ đa dạng hình thức mà còn rất mới mẻ từ trang phục cho đến concept chụp ảnh để có thể lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp và ấn tượng cho mỗi cặp đôi. Vâng, đúng là như vậy. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu những xu hướng mới nổi bật trong mùa cưới năm nay nhé. Xu hướng váy cưới năm 2024 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của phong cách tối giản. Những thiết kế thanh lịch với đường nét tinh tế và chất liệu cao cấp đang được nhiều cô dâu yêu thích. Không chỉ dừng lại ở thiết kế, năm 2024 còn là năm của sự thoải mái. Những chiếc váy cưới với kiểu dáng nhẹ nhàng, dễ dàng di chuyển đang được ưa chuộng, cho phép cô dâu tự do tận hưởng ngày trọng đại mà không lo lắng về sự nặng nề, khó khăn từ trang phục. Trong ngày cưới là mình muốn chọn mặc một chiếc váy đơn giản nhất có thể và dễ di chuyển, nhưng mà tuy nhiên là mình muốn định thêm một vài chiếc đà trên phần cổ để trông ngày cưới của mình nổi bật hơn. Từ năm 2024 trở đi thì các bạn đang có hướng thêm hai cái xu hướng nữa, đó là những cái váy, một là những cái váy cực kỳ tối giản, hai là những cái váy liên quan đến phối ren và phối hóa thật là nhiều. Thì cho dù là ở phong cách nào thì đó cũng là gu mỗi người, miền làm sao là cô dâu mặc lên cảm thấy tự tin nhất, phù hợp nhất thì đó chính là chiếc váy cưới đẹp nhất. Ngoài váy cưới thì xu hướng chụp ảnh cưới cũng thay đổi đa dạng theo từng năm. Không còn phong cách chụp ảnh cưới đơn thuần, các cặp đôi hiện nay thích sự phóng khoáng và lối diễn xuất chụp ảnh tự nhiên. Những khoảnh khắc vui đùa cùng nhau sẽ giúp họ ghi lại tình cảm và sự hạnh phúc một cách sống động và chân thực nhất. Các cái xu hướng gần đây mà được các bạn trẻ yêu thích trong ảnh cưới thì các bạn yêu thích các cái lối diễn tự nhiên mà không cần can thiệp quá nhiều bởi thờ ảnh, thì điều này giúp cho ảnh cưới thì sẽ có nhiều cảm xúc hơn và tăng cái tính tự nhiên trong ảnh cưới. Một điểm đặc biệt trong mùa cưới năm nay đó chính là phong trào chụp ảnh cổ phục đang hồi sinh mạnh mẽ và được nhiều cặp đôi trẻ đón nhận. Những bộ trang phục truyền thống không chỉ thể hiện văn hóa và di sản mà còn mang đến sự lãng mạn và khác biệt cho bộ ảnh cưới. Các cặp đôi cũng muốn ghi một dấu ấn văn hóa trong ngày vui của mình, vừa không bị lỗi thời, vừa thể hiện được niềm tự hào dân tộc quê hương. Năm nay với trang phục và phong cách chụp ảnh cưới phong phú và đa dạng, các bạn trẻ sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn trong ngày lễ trọng đại của mình. Sự đa dạng này không chỉ giúp cho các cặp đôi có thể lưu giữ thật nhiều kỷ niệm mà còn là cơ hội để họ có thể thể hiện sự sáng tạo và tạo nên dấu ấn cá nhân trong ngày cưới của mình.